mổ xẻ so sánh review chiếc xe vừa mới ra mắt của hãng TMT Cửu Long, đó là chiếc TMT Captain Đông Phong, có tên gọi Captain E350. Em này thì tải trọng là 3,5 tấn nhá, thì được gọi là xe tàu nhưng mà sử dụng động cơ Nhật Bản. Tại sao em Hoàng gọi là động cơ Nhật Bản? Bởi vì chiếc xe này sử dụng động cơ Isuzu nhá, động cơ Isuzu Nhật Bản. Và thứ hai đó có phanh ABS đấy, phanh ABS 2 kênh 4 bánh luôn các bác tài nhá. Đấy, đấy là cái nổi bật rất lớn ở trên dòng xe tải đầu tiên có phanh ABS. Đây thì em Hoàng sẽ đi qua. Đầu tiên do giá của em này thì hiện tại đang cùng phân khúc giá với chiếc Thaco Olin 3,5 tấn là 450, xe này 452 triệu. Còn Olin 5 tấn thì là 460 triệu. Đấy thì giá cũng tương đương nhau. Và thùng thì cũng gần tương đương nhau. Thùng là dài là 4m35, rộng là 1m86 và cao 1m86. Đấy thì nói vô chung về cái thùng thì không khác gì nhau mấy. Đấy cũng là kiểu đóng thùng tôn inox này, thùng inox này. Inox này là cái inox này dài tầm khoảng 0,5 ly ở ngoài có tài nhá. Còn ở trong thì thêm một tấm 0,5 ly nữa. Đây thì đây em Hoàng vào cái nội thất trước. Đấy cùng một xẻ trên này nào. À, em này thì có cả khóa điện rồi các bác tài, có khóa điện rồi. Khóa điện này. Nội thất của em này thì trông thì cũng na ná con kia các bác tài. Em Hoàng thì trông cũng na ná thôi. Hộp số thì là cũng là 5 số tiến 1 số lùi. Điều hòa cũng đầy đủ luôn. Quạt gió thì 4 nút quạt gió. Màn hình chưa có, chỉ là đài FM radio thôi. Mà em thấy Hoàng thấy có cái này khác này. Đấy, các tài thấy cái gì không? Cái này là ở trên xe con hay có là cái núm điện thoại rảnh tay. Các tài khi mà muốn sử dụng cái này ấy, thì là kết nối Bluetooth với cái ở trên này nhá. Thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại rảnh tay này cũng như tăng giảm âm lượng này và tắt này, tắt bật này, chuyển bài này. Đó. Và bên này còn có một cái gọi là để lắp treo, hệ thống treo nhá. Đặc biệt xe có phanh ABS nhá. Đấy, có phanh ABS và cảm biến chân phanh, cảm biến chân ga nhá. Ok có tài cả. Ở đây còn có núm chỉnh, gọi là cái núm chỉnh chiều xa chiều gần. Nói chung là cái này so với dòng Thaco Olin 3,5 tấn thì cũng gọi là nổi bật rồi. Đấy, cô lốp thì hai xe cũng tương đồng nhá, cũng là dùng loại Kasumina. Và cô lốp đều là đây 700R16, giống nhau nhá con tài nhá, cô lốp giống nhau. Còn bây giờ chúng ta cùng xem cái trái tim nhá. Em Hoàng sẽ mở lên này, anh em xem nhá. Đây là động cơ của xe. Nói chung là về cái mặt ca lăng thì em này thì trông thì tùy mắt thẩm mỹ của bác thôi, chứ em Hoàng cũng khó đánh giá lắm. Đây về cái động cơ này. Động cơ của em này thì đây là động cơ Isuzu nhá. Đây, trái tim Nhật đây, xe tàu nhưng mà trái tim Nhật. Động cơ Isuzu. Nhưng mà cái khung gầm lại của tàu. Còn cái này của DFAC, tức là của Đông Phong ở bên Trung Quốc ấy, bên Trung Quốc. Còn chiếc Thaco Photon thì sử dụng loại của hãng Photon. Động cơ này. Động cơ này là 85 kW. 85 kW. Công suất tương đương thì sẽ là 116 mã, 4 máy. Và xe này thì có sẵn điều hòa có tại. Đây sẵn điều hòa, cái dàn điều hòa này. Đây dàn điều hòa, 4 xi lanh. Đấy thì động cơ của em này nói chung là cũng khá là giống với em Thaco Olin 3,5 tấn. Đấy nó cũng tương tự nhau. Chỉ có điều khác cái em Hoàng thấy thì cái mặt máy của em này là màu trắng, của em kia là màu đỏ thôi. Đấy, cũng là Isuzu. Em này thì dùng lại tiêu chuẩn Euro 5 này. Đấy Euro 5. Cái này thì thực ra là cái xe thì nó có sẵn cái này và em ạ không biết là cái này là nó có cố định hay không, cố định có thể lắp ráp vào được hay không nhá, hay là nó cố định như này luôn. Nhưng có khả năng là cũng có thể là đây là xe mới về từ nhà máy, em Hoàng mới đánh về từ nhà máy mà, nên là có sẵn cái đấy. Đây là cái cầu sau thì hai xe cũng tương đồng nhau. Cầu này thì thuộc dạng cầu 6 tấn nhưng có thể chịu tải trọng tầm khoảng 10 tấn các tài nhá. Đấy cũng có nhú luôn, nhú dàn chấn đằng sau luôn kìa. Thùng inox này. Đấy thùng này thùng loại thùng 5 bửng nhá. Loại này còn có cả dòng 2,5 tấn nhá, 2,5 tấn cạnh tranh với dòng Kia K 250 nhá. Giá tương đương nhau. Sang thùng tôn phẳng. Tôn phẳng và đây là tôn ở phía trong, lớp tôn phía trong dày 0,5 ly nhá. Kìa cái tôn inox kìa. Nói chung là để mà nói về chiếc xe này thì nếu mà so với Thaco Olin thì em Hoàng cũng khá khó là đánh giá để mà chiếc xe này cạnh tranh được với dòng đấy, vì
Hiện tại cái dòng này cũng dòng mới ra mắt của TMT thôi. Thì all-in có vẻ vẫn là chiếm thị phần ok hơn các bác tài. Bên này giá cao hơn, nhưng mà nếu bác tài nào muốn thử sức với dòng xe mới mẻ của TMT, và đặc biệt là một chiếc xe tải được trang bị ABS và động cơ Nhật này, thì chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào rồi về cái phần độ bền bỉ của xe này. Đấy, các bác tài nào muốn thử sức thì chúng ta cứ lựa chọn chiếc xe này nhá. Trả góp hiện tại thì em Hoàng hỗ trợ trả góp là 150 triệu, tầm 100 triệu lấy xe rồi. Đây khung gầm này. Đó. Thì đấy, Hoàng xin kết thúc video tại đây nhá. Em Hoàng xin chào.